không này. Có tiền thì ok. Nào đi đấy. Gà dừng thế là không có đường chạy luôn. Rồi nắng lại cái lờ cái sinh sống của nó. Rồi làm bữa đi. Bữa thầy mới đưa đặc sản ra. Rồi đồng thời đi. Rồi bỏ gói lên ngồi chặn lên thằng Hoàng nữa. Bây giờ là chặn cái này không có đụng đây. Một người ngồi đây, một người nắm hai chân lên thầy. Dược nữa bác thầy. Dược nữa. Bữa nay là tôi mới dược, cái này tôi mới dược thiệt. Chỉ cầm là chỉ thôi cho bác em. Đặc sản. Đặc sản. Bây giờ cho cái người nó lại điều trị. Cười cái đá rồi đó, không dên không. Dạ, cười nó chút nữa. Quá trời. Thôi đứng dậy đi rồi kìa. Oh my god. Từ từ nha, từ từ. Cho bác uống miếng nước đi. Uống miếng nước cho nó khỏe. Mở ra. Được rồi. Còn sức mạnh. Không nhiều sợ ra mồ hôi nữa. Đứng dậy. Wow, bữa không có thấy rung nữa kìa. Hết giật rồi. Cao thầy nó làm cỡ lần, hai lần nữa là khỏe thôi. Rồi cứ đi qua thầy coi. Oh my god. Wow. Hồi nãy đi đâu được? Cái gãy luôn rồi. Nè, cái gãy đây nè. Cái đi mạnh dạn không phải thằng kia. 5 năm nay là tôi cứ chăm cứu. Cứ sáu là chăm cứu. Wow. Oh wow. Hồi nãy quên quay lúc bác chưa làm. Oh my god. Quay bỏ gậy. Vậy cho con nha. Cho con nha. Người khác cũng xin. Vậy đó, quá rồi. Oh my god. Unbelievable. Nói cái lời gì mà đi vừa giật với là đứng từ nãy giờ mà đứng này đứng được rồi đó. À, nhưng mà giật miết thôi. À, nhưng mà bây giờ thì tự nhiên nó mất hết rồi. Dạ. Bây giờ này cho rồi. À, bây giờ thực ra là chưa đâu. Bây giờ anh đi ngược lại đằng kia tôi sẽ nói một cái chuyện này. Không có giờ đi luôn đi thẳng luôn lần kia cũng được đó. Anh cứ đi nhanh lên đi. Anh đừng có ngại gì hết á. Anh cứ đi nhanh lên đi. Rồi, anh đi nhanh lên đi. Ok. Rồi, bây giờ anh đi lên, anh chạy lên tôi đi. Đó. Oh. Rồi, mọi người cho rằng phát tay. Rồi. Oh. Em cầm đấy anh để thầy bắt tay anh một cái. Ok. Cái mắt nhiều quá. Rồi. Mừng quá. Ok. Đại ân nhân đó. Đây là con của bác này. Tại sư phụ. Ơn là chất kiếp sau mới trả nổi. Rồi, vậy mà. Ok, thôi cảm ơn mọi người. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.